Xin chào tất cả quý bạn. Thưa quý bạn, hôm nay học bài số 3, lớp phần căn bản. Nội dung bài này là cách viết các mẫu từ để tạo thành một từ. Bài học sẽ gồm có hai phần. Phần A là bài giảng tại lớp. Phần B là tài liệu học tập. Trong từ học tiếng Phạn tập 1, bài 1, trang 36, 60. Bài giảng tại lớp sẽ gồm có 3 phần. Phần thứ nhất, cách viết các nguyên âm đi sau phụ âm. Phần 2, cách viết các nguyên âm đi trước phụ âm. Và phần 3 là cách viết phụ âm đi liền với phụ âm. Bây giờ ta học cách viết các nguyên âm đi sau phụ âm. Trước hết ta phải lưu ý là 33 phụ âm ta đã học từ trước tới nay đều được ghép sẵn bên trong nguyên âm A. Nghĩa là các phụ âm đã học như ca, kha, ga, ga, nga đều có nguyên âm a, nguyên âm a, nguyên âm a, nguyên âm a, nguyên âm a ghép sẵn bên trong. Bây giờ nếu ta muốn tách nguyên âm a ra để có các phụ âm như ca, ca hát, rê, rê hát, n chấm thì trong devanagari ta phải thêm một dấu chéo ở bên dưới, như dấu chéo này, dấu chéo này, dấu chéo này, dấu chéo này, dấu chéo này. Vậy với cái dấu chéo này có nghĩa là K không có A, KH không có A, G không có A, GH không có A, N chấm trên đầu không có A. Như vậy thật ra ta đã có K cộng A thành K. Như vậy trong cái kha này chính là k dấu chéo cộng a. Bây giờ ta lấy t với dấu chéo này để ghép với các nguyên âm ta sẽ có t với a thành tá, t với a dài thành tá, t y thành tí, T y dài thành tí, T u thành tú, tương tự tú, T với rư thành trứ, T với rư dài thành trứ, T với lứ thành lứ, T với lư dài thành lứ, T với e thành tế, T với ai thành tái, T với ô thành tố, T với ao thành tàu. Và tương ứng với các từ này, devanagari được viết như sau. Ta thì có sẵn cái mẫu là ta đã học rồi. Bây giờ A dài đi sau T thì viết thành một vạch đứng sau T, sau ta. Viết thành vạch đứng sau ta. Ở đây đọc là ta, ở đây là ta, đây là ta. Tiếp theo là y và y ngắn này đứng sau t được viết thành một vệt đứng trước ta và có dấu nối này, thành cái này đọc là t. Và bây giờ y dài đứng sau t được viết bởi một vệt đứng sau t và dấu nối từ gốc y đến gốc t. U đứng sau t được viết bằng cái dấu móc ngược như thế này. Sao? Ở bên dưới ta. U dài đứng sau t thì được viết bằng cái dấu về phía phải, ngược về phía phải, đứng sau ta. Rư đứng sau t được viết bằng cái dấu nửa chữ C bên dưới này,
nhờ chữ C rồi. Và R đứng sau T được viết bằng hai chữ C này, hai chữ C. Lư sau T được viết như thế này, lư này, ok. Còn lư dài viết sau T thì viết thành có hai cái mẫu này. E sau T thành viết thành một cái mẫu đi lên từ gốc của ta, đây là T. Còn I đứng sau T viết bởi hai cái mẫu lên sau T. O đứng sau T viết bằng một cái vạch đứng và từ vạch đứng này lên cái mẫu này, tức là viết thành A dài T, A dài đã, rồi từ cái chân A dài đi lên thành là O, tức là tô. Và cuối cùng là áo đứng sau T thì viết bằng một vạch đứng sau T và từ đây lên hai cái mẫu. Nói cái khác là viết thành ta A dài, rồi từ cái chân A dài này viết lên hai cái mẫu. Như vậy, đây là cách ghép nguyên âm đi theo sau phụ âm. Và cần phải thực tập cách viết này cho tinh thông. Từ đây các bạn sẽ viết được tất cả các phụ âm đi sau, tất cả các nguyên âm đi sau phụ âm, chỉ trừ một vài trường hợp đặc biệt. Trường hợp đặc biệt thứ nhất là nguyên âm R và R đi sau H. Thì R đi sau H đọc là R, thì được viết R này được viết ở trong bụng của cái chữ H. Còn R dài đi sau H được viết như thế này. Đây là trường hợp đặc biệt thứ nhất. Trường hợp đặc biệt thứ hai là U và U dài đi sau R. Thì ru được viết là R và cái mẫu ngược như thế này. Còn ru U dài thì viết bằng cái mẫu như thế này. Đó là trường hợp đặc biệt thứ hai. Trường hợp đặc biệt thứ ba là R đi sau R, tức là R thì viết bằng R, cái chữ C bên dưới này, cái mẫu này. Đó là ba trường hợp đặc biệt đầu tiên. Thí dụ, cái từ Nirina, Nirina, thì Y ngắn đứng sau N thì viết bằng một vạch đứng đứng trước N và cái dấu nối từ gốc N tới Y. Tiếp theo là R đứng sau R thì trường hợp đặc biệt viết thành R, là viết cái chữ C dưới này. Còn bên sau cùng là Na là âm có sẵn, viết thành Na. Như vậy đọc là Nia Ru Na, Nia Ru Na là không mắc nợ, ý là không mắc nợ. Bây giờ phần thứ hai là cách viết nguyên âm đi trước phụ âm. Nếu nguyên âm đi trước phụ âm thì nguyên âm được viết với dạng ban đầu của chúng nó. Thí dụ, y tì, y ngắn này đi trước t, viết nguyên y ngắn này, rồi y thứ nhì đứng sau t, thì viết bằng một vạch đứng trước t và cái dấu nối từ chân t đến chân y. Như vậy đây là y tì, có nghĩa là như thế với những từ này hay với ý nghĩa này. Thí dụ thứ hai là a sa, a dài đứng trước
phụ âm, cho nên viết nguyên a dài, nguyên a dài ra đây như ban đầu. Còn a thứ nhì, a dài thứ nhì đứng sau phụ âm s phẩy, cho nên viết bởi một vật đứng sau sa, đứng đây. Vậy đây là a sa, là hy vọng. Bây giờ a ha, thì a dài này đứng trước h, mình viết nguyên a dài như ban đầu. Còn ha có sẵn ha, đây là a ha, là nó đã nói. Bây giờ a va sa ha, a va sa ha, a đầu tiên a dài đứng trước, cho nên viết nguyên là a dài như ban đầu. A thứ nhì, a dài thứ nhì đứng sau v, cho nên viết bởi một vật đứng, vật đứng sau và. Tiếp theo là sa ha, thì sa cái này là có mẫu rồi. Còn a h dấu nặng đứng sau a, đọc là a ha, thì h dấu nặng này viết bởi hai chấm sa. Vậy là a va sa ha là ngôi nhà, a va sa ha ngôi nhà. Tương tự i đa niềm, y ngắn đứng trước d, cho nên viết nguyên y ngắn này, nguyên văn đoạn. A dài đứng sau d, cho nên viết bởi một vật đứng sau d, sau đà này. Tiếp theo y dài đứng sau n, thì viết bởi một vật đứng sau n, và cái dấu nối từ chân này đến chân n. Còn sau cùng là m, ở đây là tách a ra rồi, cho nên viết bởi chữ m có dấu chéo này, chữ ma có dấu chéo này. Idanim có nghĩa là bây giờ. Upani, u là nguyên âm ngắn đứng trước p, cho nên viết nguyên u này. Chữ pa có sẵn đây. Tiếp theo y dài đứng sau n, cho nên việc viết bởi một dấu vật đứng và nối từ chân y tới chân n. Upani là lấy hay mang đi. Upani lấy hay mang đi. Am sukham, am sukham, a ngắn đứng trước, cho nên viết a ngắn nguyên văn đoạn. Tức em dấu nặng đứng sau a, thành viết bằng thành dấu chấm ở trên a, đọc ở đây là am, am, am. Và u ngắn đứng sau x phẩy, viết bởi một cái dấu móc ngược này, sao xa. Còn đến k thì viết k mẫu. Rồi em nặng này đứng sau a, cho nên được viết bởi dấu chấm ở trên âm, đọc là cam, cam. Nên đây đọc là am su cam, am su cam, ám số cầm, áo quần, nghĩa là áo quần. Bây giờ phần thứ ba là cách viết phụ âm đi liền với phụ âm. Phần này thì có những cái vấn đề cần phải lưu ý và nó khó hơn vì nó rất là rộng lớn. Trước hết ta xem có hai trường hợp đặc biệt và một trường hợp tổng quát. Trường hợp đặc biệt thứ nhất là khi r đi trước một phụ âm thì viết bởi một dấu như dấu ở trên đầu chữ y, ở trên đầu và về phía phải của âm tương ứng. Thí dụ rta, thì r này đứng trước phụ âm t, vậy thì ta viết ta trước rồi, ta viết âm ta này
Sau đó R này được viết bởi cái dấu móc này. Dấu móc này. Tương tự. Rồi K. Thì ta viết K trước. K có chủng này. Và chữ R đứng trước K cho nên viết bởi dấu móc ở bên trên này. Okay. Rồi K. Thì ta cũng viết K trước. Là A dài đứng sau K cho nên viết một vệt đứng là K. Rồi R này đứng trước K cho nên viết thành cái dấu móc bên trên cái âm K A bên này. Rồi đây, rồi come. Rồi come thì viết K dài trước. K dài trước. Đây. A dài này viết bằng một vệt đứng sau K. Tiếp theo viết M nặng này đứng sau A dài được viết bởi một dấu chấm ở trên này, nên dấu chấm này. Và cuối cùng E là đứng trước K được viết bằng dấu móc này, dấu móc này. Tương tự rồi Kai, rồi Kai thì viết Kai trước, viết Kai trước. Kai thì viết K có hai dấu móc lên là cài. Sau viết H nặng tiếp theo là nó đứng sau A I, đứng sau I đọc là I thì viết thành hai chấm này, hai chấm này. Và cuối cùng E là đứng trước K cho nên viết bằng cái dấu móc này, dấu móc này thì đọc là rồi Kai, rồi Kai. Tiếp theo là Rakim. Rakim thì viết khi trước. Vậy thì viết khi là viết kha. Y dài này viết bằng một vật đứng sau và dấu nối lên này. Tiếp theo viết em dấu nặng đứng sau y dài thì viết bằng dấu chấm ở trên đầu y dài. Dấu chấm này. Và cuối cùng E là đứng trước KH cho nên viết bằng dấu móc này. Đây. Thí dụ chữ ta hi thì viết ta trước đã. Rồi. Rồi viết hi. Hi này. Tức là y ngắn đứng sau H thành viết thành một vệt đứng đứng trước. Và có nối này. Và sau cùng là E là đứng trước H mình viết bằng cái dấu móc ở bên trên. Bên trên. Đấy. Ta hi nghĩa là trong trường hợp này hay là rồi thì. Thí dụ khác là Nhật Vá Nà thì Y ngắn đứng sau N được viết bởi một vạch đứng trước N và cái dấu nối từ gốc N tới Y. Thứ hai là A dài đứng sau V thì viết bằng một vệt đứng sau và. Và chữ R này được viết bởi cái dấu móc bên trên chữ A dài. Cuối cùng là Na có sẵn viết viết vào đây. Như vậy, Nirvana, nước bạn, Nirvana, nước bạn. Một ví dụ khác là ca trừ thì viết ca trước có mẫu này ca viết trừ tức là viết ta rồi chữ rư này được viết bằng dấu móc bên dưới sau cùng viết r này đứng trước t cho nên viết bằng dấu móc bên trên này thành ca trừ. Ca trừ là tác nhân hay người làm ra. Và thí dụ tiếp theo là Asarayaha. Asarayaha thì A dài đứng trước C cho nên viết nguyên A dài này. Tới A dài thứ nhì đứng sau C
được viết bằng một dấu vạch đứng sau xe là xa. Rồi tiếp theo là viết ya. Ya có mẫu sẵn. Ya ha. Ha dấu nặng là viết bằng hai chấm. Và sau cùng là e là đứng trước y được viết bằng dấu móc bên trên này. Bên trên này. Đấy. Bây giờ qua trường hợp đặc biệt thứ hai là khi e đi sau một phụ âm thì viết phụ âm rồi thêm một dấu vạch chéo như trong các thí dụ sau đây. Thí dụ viết pra, pra thì viết pa trước, viết pa trước, viết pa trước. Sau đó viết cái vạch chéo này tức là chữ e rồi này. Vậy đây là pra, pra. Vậy thì viết pa trước rồi cái vạch chéo này đọc là pra. Cũng tương tự, ra thì viết ta trước, viết ta này, viết ta trước. Sau đó viết cái vạch chéo này thành ra là ra. Tương tự, ra thì viết ca trước, ca này, viết ca trước. Rồi cái vạch chéo này là e là đứng sau ca, cho nên là ra, ra, ra. Bây giờ áp dụng viết prajna paramita. Trước hết viết pra rồi viết pa trước, rồi r này viết bằng chữ chéo. Sunya thì viết ri n ngã có sẵn đây và a dài là đứng sau cho nên viết bởi một vạch đứng. Rồi pa này là a dài đứng sau p cho nên viết bằng vạch đứng sau pa. Ra thì có sẵn mẫu là ra đây. Mi thì y ngắn đứng sau m cho nên viết thành y vạch đứng đứng trước m rồi nối từ gốc m vậy. Và a dài đứng sau t cho nên được viết bằng một vạch đứng sau ta. Vậy đây là prajna paramita. Prajna paramita. Prajna paramita. Đây là tên của phiên âm là Bát Nhã Ba La Mật Đà, có nghĩa là trí tuệ bát nhã, vân vân, hay trí tuệ hoàn hảo, hay là sự hoàn hảo của trí tuệ, hay là sự siêu việt của trí tuệ. Bây giờ phần 3 là cách viết phụ âm đi liền ở phụ âm. Phần này tương đối là phức tạp hơn rất nhiều và ta cần phải nghiên cứu kỹ mới có thể viết được. Thì đây là trường hợp tổng quát của phụ âm đi liền phụ âm. Khi hai phụ âm đi liền nhau thì ta tạo ra một cái gọi là phụ âm kép. Phụ âm kép này gồm một nửa của phụ âm đi trước với nguyên cả phụ âm đi sau. Tức là lấy một nửa phụ âm đi trước ghép với nguyên cả phụ âm đi sau. Nhưng mà thế nào là một nửa? Thì những phụ âm mà có vạch thẳng đứng ở bên phải thì ta bỏ cái phần vạch đứng đó đi thì phần còn lại gọi là một nửa dùng để ghép. Có 22 phụ âm như thế. Đây, 22 phụ âm có vạch đứng ở sau như kha này, ga này, gha, sa này, ra này, rồi nha, nha, na, ta, tha, đa, na, sa, va, ha, ma, ya, la, va, cha, cha, sa. Tất cả các những phụ âm này đều có vạch đứng phía sau. Bây giờ ta bỏ vạch đứng phía sau thì ta còn gọi là nửa phụ âm để ghép. Những phụ âm sau đây không có vạch đứng
ngã, trá, tá, thá, đá, hà, đá, hà. Ở đây là phụ âm NH, N ngã trên đầu, tức là NH, nhàn và sàn. Như vậy ghép lại là như tràn, như tra. Để ta bỏ cái vật đứng bên này, bỏ vật đứng bên phải này, thì ghép với cái này thành có hai cái từ này ghép lại, hai âm này ghép lại, chỉ có một vật đứng ở chung. Và cái phần còn lại này đưa lên trên, còn cái xa đưa xuống dưới. Đây là như xa, như xa. Còn ở đây là pa này, ta này, ở đây là ghép lại là pta, 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 thì bỏ phần đứng này, ghép với cái ta này, thành cái phần bỏ phần đứng này bằng một nửa, đưa lên trên, chia ta đưa xuống, ở đây là pta, pta, pta. Còn đây là ta, 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 thành từ ta, hai ta này ghép là từ ta. Từ ta, từ ta, từ ta. Và đây là đa, ma, ghép là đờ ma, thành cái chữ đờ này nó nằm đây, chữ ma nó vậy, đờ ma, đờ ma. Còn đây là đê nặng a và da, đờ da, đờ da, thành ghép lại, để ý là chữ da này nó ghép đằng sau này, à, cho nên cái nối này nó bị hở ra một khoảng ở đây, hở khoảng ở đây. Nếu ta cho cái này nó liền với cái hàng trên thì thành ra hai âm tách biệt chứ không có nối nhau. Còn đây là đa này, và này, nối lại được va, đây đặc biệt được va thì chữ va nữa nằm đây, được va, được va. Còn đây là nga này, n là dấu nặng trên đầu, dấu chấm trên đầu, thì n là dấu chấm trên đầu ghép với k thành ra là ngược k, ngược k, ngược k, thành viết nguyên cái ngờ này được k bên dưới, ngược k, ngược k. Còn đây là k tức là cờ ghép với ta, cờ ta, cờ ta thì được ghép đặc biệt như thế này, cờ ta, đây là cờ ta, cờ ta, cờ ta, thành lấy cái chữ nửa chữ cờ là từ bên này qua này, còn chữ ta đứng nguyên đây này, ghép là cờ ta, cờ ta, cờ ta. Tiếp theo là chữ này là s phẩy này, sa ghép với ra, tức là sra, 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 thì viết như thế này, đây là sra, sra, sra. Còn ha ghép với ma, hờ ma, hờ ma, hờ ma, viết như thế này, hờ ma. Còn đây là ta, t dấu nặng a ghép với ra là tra, tra. Hãy coi chừng ra bên dưới này, tra, tra, nó chéo này, tra. Và đây là da, đờ, ga, ghép lại đờ, ga, đờ, ga, đờ, ga, thành là đê, cái ga này nó nằm ở dưới này, đây, ga, đờ, ga, ga, một cái nách này, để ý là nó khác với, trong nữa sẽ có n này. Đây là nơ đa hay nơ đơ ra, nơ đơ ra, ba cái nơ đơ ra, nơ đơ ra, thì đơ ra ta viết trước là đây, còn nơ nó viết ở thành cái này, nơ ra là ta viết riêng cái này ta viết trước rồi, bây giờ viết n vô phía trước nữa là nơ đơ ra, nơ đơ ra, nơ đơ ra, nơ đơ ra, nơ đơ ra. Còn đây là sa, sơ, tơ,
ra, và âm sơ tơ ra. Thì ta đã biết tơ ra là viết như thế này rồi. Ghép sơ ở phía trước, sơ tra, sơ tra, sơ tra, sơ tra. Và đây là sơ, đây là ta hay là tơ, và sơ tơ và sơ tơ và sơ tơ và viết này, sơ tơ đây, và chữ và nó nằm rồi, sơ tơ và. Ở đây có dấu chéo này chứng tỏ là rơ sơ không có a trong này, rơ sơ tơ và tơ và. Và đây sơ ta này, sơ ta hay là sơ tha, sơ tha. Đây là cơ sa, cơ sa, cái chữ này ta đã biết rồi, cơ sa, cơ sa. Hờ na, ở trường hợp này đặc biệt chữ na này nó chui vô gần như trong bụng của chữ hờ, hờ na, hờ na, na. Và đây ba âm này, mơ pơ ra, mơ pơ ra, mơ pơ ra, mơ pơ ra, mơ pơ ra. Đây, pra ta biết rồi, còn mơ phía trước này, mơ pra, mơ pra. Ngoài những trường hợp mẫu đặc biệt đó thì ta tham khảo các kết hợp trong bài học. Trong tập 1, ứng với cái phụ âm bắt đầu với K hay KH, G, GH, vân vân cho tới KS. Thì cái bảng này rất là nhiều, chúng ta không thể cùng lúc mà học hết được. Nhưng mà chúng ta qua thực hành dần dần sẽ biết, dần sẽ biết. Như vậy, các bạn về thực hành cách viết và viết bằng tay cho nó tinh thông. Thì việc thực hành viết bằng tay tinh thông này rất quan trọng. Bởi vì có viết bằng tay tinh thông, ta mới nhận dạng ra được cái mẫu âm và nhận dạng ra đọc được các từ. Nếu không thì ta không thể nào đọc được các từ. Mà nên nhớ là phải viết tinh thông dưới hai dạng Devanagari và phiên tự IAST. Thì đây, trong bài tập này, tôi cho cả hai dạng. Đây là Sakyamuni, vân vân. Thì đã phiên âm ra đây. Sakyamuni, vân vân. Vân vân. Và có ghi chú ý nghĩa như thế nào thì các bạn về sẽ đọc, từ từ sẽ hiểu được. Và viết liên tiếp, tập cho quen. Sau khi viết tất cả những cái ở trong riêng những từ ở trong bài học này thì sẽ viết các từ trong sách mà tôi yêu cầu là ở trang 42 tới 48 tập 1. Tức là viết và đọc cho nhùng các từ từ trong 42 đến trong 48 tập 1. Mà ý nghĩa của nó thì chưa cần biết nhiều, nhưng mà đọc cho biết. Và tất nhiên nếu ai học thuộc càng nhiều ý nghĩa thì càng của các từ thì càng tốt. Hy vọng rằng các bạn sẽ kiên nhẫn tập viết, vì bài này hết sức là quan trọng. Vì có viết được các từ ghép lại, có viết được các mẫu âm để ghép lại thành một từ mới đọc được các từ tương ứng. Và đó là cái bước rất quan trọng. Người học tiếng Phạn cần phải vượt qua cái mốc này. Nếu vượt qua cái mốc này thì sẽ không thấy khó nữa. Không vượt qua cái mốc này thì rất là thấy rối loạn. Nhiều người nản lòng bỏ cuộc là vì không chịu thực hành cái bài số 3 này. Cũng nói tóm lại, không thực hành từ bài số 2 đến bài số 3 cho kỹ thì ta sẽ khó mà đi xa. Vậy tôi khuyên là những ai muốn học tiếng Phạn tiếp tục thì cần phải thực hành bài 2 và bài 3 này cho kỹ trước khi đi qua bài 4. Chúc các bạn an vui và thành công trong học tập.